Bữa nay thứ nhật qua mẹ làm nè Nhi. Đi xuống nghe bà chín đi. Đi với bài. Con chừng chưa học. Bữa nay cũng tuần mấy hay. Qua tàu rồi sao mất nhau dữ đây. 2 tháng liền hay. Ừ. Đâu bà táo con gà ra long đều quá không? Cái con của cái con gà mày trứng quá. Ra đủ mèo ở đó kia có điền có trứng có con cái mày trứng á. Móc hôn con gà cổ cho trôi của ai phải không? Ừ. Mua đặt cái gà. Hôm gà. Mà tám đi chợ cầm con gà gì à? Tiền mà sao nhói vậy? Hay. Hai ký từ rồi cho nuông non gà. Để đạp máy rậu mà. Đạp đâu chưa biết ghế cho máy đạp. Ghế ở ồ mà chưa dân. Cái bà vừa lại dạy nó ghế. Nó đạp máy đâu anh? Ra chợ thấy đẹp quá mua này nha. Có muộn rồi con đợi nó mua giùm. Và bữa con có bữa nào đi cầm gà gì nữa? Bữa đó với con nào? Bữa sao? Giờ có nhốt nó bữa nào hôm nay giờ ra tha nó luôn. Giờ tao giờ trưa đó nhốt đây tao bon chuồng sang thiều lửa mai. Lửa mai có cổ thiều dít cúp dọn liền luôn. Con gà đẹp này. Ừ. Mà cái chân trắng mắt cái chân vàng nó đẹp. Cái chân trắng bọc. Ừ. Nhưng mà nào mua gà nào lại mua lông chứ chân hàng và hai đó anh có được đâu. Chân cũng lột màu da đấy. Làm nó chưa luôn ấy ghét thì thành ra mình mới chọn lại chứ. Ai thịt không nha, ai có chân nghi lông đồ đầu hàng. Chọn mèo với chọn lông. Chọn mèo đồ. Muôn gà thiệt to mà nó nồi đắng có lông nào cũng muôn đó nè. Lông không có lông nào trời. Gà mà tám chọn ấy cũng đẹp á. Nhưng mà nồi á, gà mà cổ á. Đúng quá. Đó cũng đẹp. Con thường nó liền. Một là tía vàng, hai là tía rìa dạ. Mà tao thích tía vàng là không có tía vàng. Tía vàng giống con cũ ấy. Ừ, giống con cũ nó pha quà tầm quảng, nó mù lớn. Thời nó pha gà nồi. Con nhanh đá. Gà nồi cứ nữa, con ra cứ trục lúc lạnh nó cũng... Không chịu mà nhắm. Lạnh mà nắng mà nó cũng... Thôi mùa đây dẹp gà được quá. Lúa lên 12 rồi kìa. Ờ, tao dẹp hết con đứa có ba mai mà. Ba mai thầu cũng bẳng. Bà đầu nó chết rồi, này chết rồi. Chết rồi. Lúa lên 12, 13 rồi mà kiếm lúa mua không có. Phụ nậu lúa với 12, 13 rồi. Ừ. Thêm xéo nào trả 11 bạn bán rồi đấy. Ừ. Nó còn một nhà lúa em. Ừ. Hai nhà, một nhà trùng gà nữa.